Hắn là một người câm, nhưng bị ép phải nói. Và mỗi khi anh ta nói một lời, là có chuyện xảy ra. Trời đất sai vần, cả giấy cũng thành tro. Nhân Tiểu Mặc, đừng gây thêm tội nghiệp nữa. Nếu ngươi dừng tay ngay bây giờ, môn phái sẽ cho ngươi làm trưởng lão. Có lý do đằng sau, vô tội cũng không có ý nghĩa gì cả. Lợi ích môn phái mới là trên hết. Ta hy vọng ngươi hiểu được điều đó. Đôi khi sự vô tội chẳng có ý nghĩa gì. Lợi ích môn phái là trên hết. Đã hiểu rồi. Quả thật, ngươi có vẻ ngoài đẹp luôn có lợi thế. À cũng luôn tự hào về nhan sắc của mình. Đàn ông đều thích nghe mỹ nhân giảng đạo lý. Lúc này trong lòng Cơ Huyền Nguyệt rất phấn khích. Tưởng rằng Nghiên Tiểu Mặc bị khuyên can nên thầm mừng. Ý là mọi người đều biết ta bị oan. Rồi cùng nhau im lặng bắt nạt ta phải không? Đợi ta nếm mùi đau khổ, ngươi lại giả vờ đến dạy dỗ. Nếu ta không có võ công phi thường này, chắc đã bị các người chơi chết rồi. Cơ Huyền Nguyệt phải không? Trời đất điên đảo, luân hồi không dứt. Lúc này cảm nhận được nguy hiểm, Cơ Huyền Nguyệt lập tức tìm đường thoát thân. Không chỉ dùng các pháp khí để tự bảo vệ, nhưng tất cả đều vô ích. Nhân Tiểu Mặc chỉ cần dùng chút sức khiến những bảo vật kia đều tan thành tro bụi. Nhân Tiểu Mặc, ngươi không thể giết ta, ta là con gái duy nhất của trưởng môn. Giết ta, cha ta sẽ không để ngươi yên. Không không không, ta là một trong 10 mỹ nhân Đông Hoàng. Ngươi, ngươi nỡ lòng nào? Thì ra nữ thần cũng biết sợ chết. Đây là một trong 10 mỹ nhân Đông Hoàng. Ngươi, ngươi giết trong nháy mắt. Chẳng phải phí của sao? Nhiên Tiểu Mặc, ngươi thật tàn nhẫn. Phải đó, nếu giết thì ít ra để nguyên thi thể chứ. Ít ra còn ấm. Hey 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 hey. Lúc này bỗng nhiên từ khu cấm địa của môn phái phát ra khí tức kinh khủng, khí thế còn mạnh hơn cả hóa thân. Kẻ nào dám giết con gái ta? Bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ băm vào ngươi ra. Là hắn sao? Đã tỉnh khỏi bế quan rồi. Lúc này mọi người đầy ẩn ý nhìn Nghiên Tiểu Mặc, muốn biết sợ cao thủ luyện hư của môn phái Cơ Hư Khôn và Nghiên Tiểu Mặc ai mạnh hơn. Nghiên Tiểu Mặc, ngươi thật to gan. Lão phu đã xem thường ngươi, đã xé rách mặt nạ rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. 10 năm trước lão phu có thể giết người thân ngươi, hôm nay cũng có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Giết cha mẹ ta sao? Giới tu tiên thật nhiều âm mưu quỷ kế. Được rồi, để ngươi diễn đủ, giờ đến lượt ta. Được. Dừng tay, khoan đã. Nghiên Tiểu Mặc, tha mạng cho ta. Ta nhường chức trưởng môn cho ngươi. Tu luyện hàng ngàn năm mới đến được bước này. Tha cho ta. Không 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 không. Trời đất làm chứng. Yên tĩnh lại, không còn tiếng gào thét của trưởng môn. Cũng không còn khí tức gây hoang mang lòng người. Chết rồi, trưởng môn cũng đã chết. Hà Tông cũng hoàn toàn diệt vong. Từ nay sẽ biến mất khỏi Đông Phương. Từ giờ ta sẽ làm trưởng môn. Lúc này mọi người vẫn còn sốc. Nghiên Tiểu Mặc, môn phải tính toán hôm nay Cơ Khôn sẽ đánh bại hắn, nhưng cuối cùng lại bị hủy diệt hoàn toàn.